Cửa hàng nông cơ Đức Thắng xin mến chào tất cả các anh chị em, bà con ở vùng sâu, vùng xa đã đến kênh của nông cơ Đức Thắng. Thì hôm nay nông cơ Đức Thắng xin giới thiệu đến toàn thể mọi người một lô máy cưa xích gồm các hãng hệ Nhật Bản đó, và hãng hệ của Đức. Thì trong này gồm có hơn 30 cây máy ha. Thì có tay cụt, tay dài, các hệ nồng đứng. Thì gồm có hãng hệ như Echo này, Estin này, Shinogoi này, Ryubi, Komatsu và Tanaka đó. Rất là nhiều hãng hệ của Nhật Bản thương hiệu ha. Thì để phục vụ cho các bà con ở vùng sâu, vùng xa và thích hợp cho những việc dọn vườn rẫy trong gia đình mình ha. Đấy, thì anh em nào ưng ý em nào liên hệ trực tiếp qua số điện thoại, đầu số điện thoại 0363 795 450, gặp trực tiếp cửa hàng nông cơ ha, để đặt hàng nhé. Thì trong này một cái lô máy mà em mới về, em chưa có ráp lam xích này đó, nên là máy tất cả là đều đầu không, để quay cho bà con xem ha. Thì bà con nào lựa chọn em máy nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng ha. Trong này thì toàn hàng đẹp nhé, đó, hàng tuyển, hàng đẹp để cho bà con lựa chọn đó. Còn nào cũng ưng ý hết. Thì nói chung là nó cũng một lô nó phải có một con thấp thoạt hơn một tí, đó là nó sẽ ngoại hình nó sẽ xấu hơn một xíu, thì giá thành em cũng bán rẻ hơn, nó giá trị của nó thì bà giá thành cũng bán rẻ hơn cho bà con một xíu ha. Thì trước tiên là giới thiệu cho bà con là các cái hãng hệ tay cụt này. Tay cụt hiện tại là có 4 em đó. Thì mấy em Makita này thì từ 1.600.000 nó tới 2.000.000 một cây. Makita đây em đang nói tổng cộng là 4 em ha. Thì Makita này em bán cho bà con là 1.600.000, còn những cái con Echo này thì nó hơn 100.000, 1.700.000. Thì nó hơn nhau ở điểm gì, nó hơn nhau nếu bà con mà để ý thì mình sẽ hơn nhau nhiều thứ lắm. Đây, con này nó có thắng xích này đó. Nó không có thắng xích thì nó lại được sử dụng xích lớn hơn đó, xích xích 91 đó. Còn mấy con này thì đời cao hơn, con này là hạng green, hàng hệ ha, đó máy hệ. Thì em này nằm giá 1.900.000 một cây, em kia đẹp hơn một chiếc thì giá 2.000.000 một cây đó. Bà con nào ưng ý em tay cụt nào thì nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại của em ha. Số điện thoại em nhắc lại lần nữa là 0363 795 450 đó, liên hệ chỉ gặp trực tiếp em để đặt hàng ha. Số điện thoại của em có Zalo nhá mọi người đó. Rồi đây là các hãng hệ tay dài. Tay dài thì giá thành nó cũng từ 1.800.000 đó, từ 1.800.000 tới 2.300.000 nha mọi người đó. Thì tay dài như các hệ này, cây này em bán cho mọi người là 1.800.000 nhé. GC33, cây này thì ngoại hình nó vừa, nó xấu hơn một xíu, em bán cho mọi người 1.800.000. Con Tanaka này bán cho mọi người là 1.900.000 nhé. Con này là con Tanaka 335S nha mọi người đó. Con này có trợ lực nha, con này không có trợ lực đó, con này nó hơn cái nó có trợ lực đấy. Và con Echo này đó thì bán cho mọi người là 1.900.000 luôn, GC33 nhé, green đấy. Và em này đời cao hơn, em này Tanaka 335S này, em này thì có trợ lực luôn, nó trợ lực lớn nha, máy rất là đẹp. Đấy, mọi người nhìn trên thoáng qua thấy lốc lát mặt tiền này, nó rất là sáng ha. Đấy, thì bà con nào nghĩ em nào mình cứ nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại Zalo của em, có sử dụng Zalo ha. Đó, để gặp trực tiếp em sẽ cho xem chi tiết từng con máy và báo giá cụ thể cho mọi người hơn. Đó. Còn em Ruby này giá là 2.300.000 đồng nha mọi người. Đó, em này thì nòng đứng nha, nòng đứng nhỏ nhẹ, leo cây, dọn rẫy, hạ gốc thoải mái. Đó, em này đường kính bít tông nó hơn như mấy em tay dài này ha. Em này đường kính bít tông nó đến 38 ly. Đó, và máy thì rất là lẹ, tua rất là lẹ lì ha. Thì đời này đời Ruby 435 đó. Có trợ lực này, núm bơm xăng phụ, chốt e tự động, thắng xích, đầy đủ các chức năng. Rồi, thì cái dàn tay dài này thì nó có giá là từ 1.800.000 tới 2.300.000. Bà con nào ưng ý em nào liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em ha. Rồi tiếp theo là đến hàng Echo và Ruby. Đó, em Ruby này thì đầy đủ lam xích nha. Đây tất cả các cái máy trong này thì em đều báo giá là đầy đủ lam xích rồi nha mọi người. Đó. Thì em Ruby này nếu mà đầy đủ lam xích thì bán cho bà con giá là 2.700.000. 2.700.000 nha. Máy thì rất là đẹp nha mọi người. Đó. Ruby 335. Em này sử dụng gia đình là hết sảy luôn nha. Cực kỳ nhạy nổ, dễ xài. Và các cái đời Echo này. Đó, Echo này là Echo 3201. Đó, em này là có trợ lực, núm bơm xăng phụ, chốt e tự động đầy đủ. Thì bán cho bà con giá là đầy đủ lam xích là 2.500.000. Đó, 2.500.000 nha. Rồi, đây là con 3501. 3501 này thì 2.800.000 nha bà con. Đó, 2.800.000 là
lam nhông nhé. Còn nếu bà con nào muốn sử dụng tốt hơn thì mình lấy lam Latin, nó giá là 3 triệu đồng tròn. Đó. Thì em này thì công suất nó lớn, nó công suất này 35,8cc ha. Nói chung nó dạng tầm trung, nếu sử dụng gia đình nó là tạo dạng tầm trung, dạng lớn này đấy. Để bà con sử dụng cắt thì rất ok này, dọn vườn rẫy cực kỳ là mạnh này ha, ngon nhẹ ha. Đó, em này có trợ lực luôn, đó, trợ lực. Rồi, em này là lam nhông bánh xe, zin theo máy thì nó là 2,8 triệu nhé. Đó. Rồi, tiếp theo những dòng đời cao. Dòng đời cao là những dòng Echo GC35A. Mấy em này thì nói chung là có một cây không trợ lực. Đó, cây không trợ lực được bán cho bà con là 2,8 triệu. Còn cây có trợ lực hết như này thì cây vừa vừa như kia kìa. Đó, là trước đó, là bán cho bà con là 2,9 triệu. Còn những cây đẹp xuất sắc như thế này, đẹp không tì vết như thế này thì là giá 3 triệu đồng nhé. Đó, 3 triệu đồng tròn. Đó, lam xích là bao mới cho bà con luôn. Đó, nghĩa là cái máy chất lượng nó đẹp xuất sắc luôn. Nó từ tất cả các cái bu ly này bà con có thể thấy ha, nó rất là đẹp. Đây, chỉ có hai con duy nhất thôi. Đó. Còn hai con đằng trước này thì là dạng vừa. Đó, dạng vừa thì bán giá thành rẻ cho bà con. Đó, bà con nào thích rẻ mà nói chung không quan trọng ngoại hình thì mình lấy những cái con này nó vừa tiền hơn 100-200 ngàn. Còn bà con nào mà muốn mua một máy đẹp nó xuất sắc, nó gọi nó nhìn nó đẹp không tì vết thì bà con phải chấp nhận giá luôn bị cao hơn 100-200 ngàn nhé. Đó, bởi vì bên em cũng đi mua cũng cực khổ ha, thì cũng lựa được mấy em này cũng rất là khó. Đó, nên bà con thông cảm điều đó. Rồi, tiếp theo là đến con này là con Komatsu G3500. Em này có trợ lực xài rất là ngon nha. Đó, giá của em này là 2,8 triệu thôi. Đó, có trợ lực, núm bơm xăng, trộn e tự động, thắng xích đầy đủ, không có thiếu chức năng gì ha. Đó, và em này em Shinoway đời mới. Em này đời 2030S nha. Đó, em này đầy đủ lam xích đầy đủ là đây. Máy khá vậy ạ. Nếu nói về độ đẹp ngoại hình của em này thì máy là biết chất lượng là dường như Nhật quên xài nha. Đó, cực kỳ là mới, cực kỳ là sáng. Ui dồi ôi. Lộc lát này. Khá là sáng. Thì lam xích của em này cũng khá là mới luôn. Đó. Thì bán cho bà con với giá là 3 triệu đồng tròn. Thì riêng có một cây duy nhất đó là đời 2035 đời mới, đời cao. Mà máy đẹp xuất sắc 9 nút như thế này. Rồi. Còn một em nữa là em này dạng tầm trung nằm đứng. Đó, bà con nào mà sử dụng gia đình thích hạng mạnh đó, hoặc anh em nào mà làm nghề thợ cưa mới mình đi cưa cắt hàng nhẹ hàng nhỏ thôi ấy, vừa tầm ấy, thì mình sử dụng em này, em Shinoway đó 2035S. Em này lam Latin đầy đủ là 3,8 triệu ha. Máy khá là đẹp đó. Máy phải gọi là khá là mới luôn, 9 nút. Nhưng một cái lỗi lầm khuyết điểm của em này thì nó là nó bị nứt đây một tí này, nên là em đã cột kẽm ở đây đó, để cho nó cứng lại đó. Anh em bà con nghiên cứu kỹ rồi ấy ha. Nó để nó bị nói chung nó bị tách rời ra, giống như nào nó đập mạnh quá nó bị bể ra thôi, nên là em đã cột kẽm lại hai đầu để cho nó cứng ngắc lại để bà con sử dụng yên tâm hơn đó. Đấy này, rất là ok, rất là mới ha. Thì giá của em này đầy đủ lam xích, lam Latin nha, là giá là 3,8 triệu. Còn nếu bà con lấy lam bánh xe thì nó rẻ hơn được mấy trăm ngàn đấy nhỉ. Đó. Rồi, tiếp theo là đến một dàn lô máy Estin. Estin thì trong này có đủ loại như Estin 170, 018, rồi 020, 200 và 023. Đó, thì các cái mẫu Estin như 017, 018 ấy, thì như mẫu 018 này thì bán cho bà con giá là máy đẹp như cây này thì máy đẹp tương đối này. Đó, thì bán cho bà con là 2,8 triệu đầy đủ cả lam xích nhá. Đó, đời tem vàng nhá. Hiếm khi có một cây tem vàng mà đời lại máy lại đẹp như thế này. Đời 018 nha. Đường kính bê tông của em 018 này là 38 ly. Đó, nó hơn với so với cái cây 017 hay là cây 170 là 1 ly nha. Đó, nó hơn 1 ly nha. Bà con lưu ý điều đó. Đó, đây. Vẫn còn nguyên cắt tem bạc luôn. Nói chung là máy phải khá là mới. Đó. Cái này thì bán cho bà con là 2,8 triệu. Còn những cái mẫu Estin mà 170C này, đó, đời này thì nó đời cao, nó có trợ lực. Đó. Đường kính bê tông xi lanh nó yếu hơn nha, nó nhỏ hơn, nó là 37 ly thôi. Em này 38 nha, em này 37. Đó. Mà tua Estin thì bà con cứ yên tâm, xài cực kỳ là lẹ, tua rất là lẹ ha, sử dụng gia đình cực kỳ ngon. Đó, thì cây Estin có trợ lực này thì bán cho bà con với giá là 2,9 triệu. Nó chênh lệch nhau 100 ngàn. Thì cũng có một hai con số ấy, thì em sẽ để giá rẻ cho bà con, đó là 2,7 triệu và 2,8 triệu nha. Nó lộn đây như cây này này, nó thâm thâm hơn một tí thì em sẽ bán rẻ cho bà con 100 ngàn. Nó máy thì nói chung là nó cũng hơi hám để em bao nha, bảo hành bao lột lòng 12 tháng mà. Đó, còn về ngoại hình thôi, em chỉ nói về ngoại hình là nó chênh lệch tiền nhau rồi là sẽ rẻ hơn cho bà con 100 ngàn. Đó. Rồi, còn Estin 023 này,
Cái FP03 này bán cho bà con là 3,2 triệu đầy đủ tất cả lan xích nha. Đó, 3,2 triệu. 3,2 triệu cây FP03, nòng 40 nha, lớn hơn tất cả các con trong này. Đó. À, còn cặp FP200 nữa. FP200 này có một cây này thì bán cho bà con là 2,8 triệu. Đó, nó thấm màu một tí này, bên trong nội thất vẫn còn đẹp nguyên. Đời 2004 luôn. Còn nguyên zin, đó, nói chung là bảo hành 12 tháng cho bà con sử dụng yên tâm ha. Tặng 3 món đồ kèm kèm máy ha. Thì em này bán cho bà con là 2,8 triệu. Còn một em này nữa, em này đẹp xuất sắc hơn. Đó. Bán cho bà con chênh lệch 100 ngàn là 2,9 triệu. Đó, bà con nào mà ưng ý dòng máy Eptin này hay là tất cả các dòng máy Echo hay Cineway nào trong cái lô máy này thì cứ liên hệ trực tiếp qua cửa hàng Nông Cơ Đức Thắng, số điện thoại 0363 795 450. Đó, gặp trực tiếp em để đặt hàng. Và ưng ý em nào thì cứ trực tiếp nhắn qua Zalo hoặc liên hệ cho em để em gửi hình ảnh video qua phần tin nhắn Zalo cho mọi người ha. Để anh em xem kỹ lại được con máy, thứ hai số series hay tất cả toàn bộ bộ phận ha. Đó, rồi thì bà con nào ưng ý em nào liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em nhé.